Yo. Hello các bạn, mình là Hưng đến từ ban nhạc Black Infinity. Thì hôm nay mình muốn quay cái video này để bàn về một cái chủ đề mà cách đây mấy ngày thì Hưng thấy mọi người share trên Facebook, và có nhiều người cũng inbox gửi cho Hưng hỏi ý kiến của Hưng về cái chủ đề mà cái post này. Thì cái post này có chủ đề là rock đang chết, chết nhục nhã bởi những người lúc nào cũng vỗ ngực tự xưng là rocker, tín đồ thì lại hèn nhát, không dám sáng tạo, sợ mất fan, suốt ngày nghe đi nghe lại quá khứ. Họ chăm lo cho râu tóc và hình xăm kỹ hơn, cho âm nhạc và selfie kỹ hơn, chọn một hộp âm chủ đề thì eo hột lẫn quẩn, pop mới là ngầu, dám thất bại, dám kiếm tiền và dám mới. Dù còn nhiều pop lõm nhưng pop đang vương, còn rock thì đang bận ngầu và chửi chê pop. Rock tự soi gương mà đi xấu hổ. Mà xấu hổ. Thì anyway, thì Hưng thấy đây là cái chủ đề mà nếu như là bình thường á, mà Hưng đọc qua những cái bài post mà với cái nguồn vớ vẩn như này á, thì Hưng chỉ đọc qua rồi Hưng cũng không quan tâm lắm. Nhưng mà thấy có nhiều người, nhiều bạn rocker trẻ đọc xong rồi bắt đầu share lên mạng Facebook tự nhiên, thì nói chung là Hưng phải làm video này để củng cố tinh thần lại cho các bạn, là có nghĩa là đối với Hưng cái post này là hoàn toàn sai, nó tầm bậy tầm bạ hết, không có gì đúng hết đó. Cái thứ nhất á là rock là cái gì, cái người viết chưa hiểu rock là cái gì mà đã nói rồi. Pop là cái gì, rap là cái gì, đó là thể hiện những cái con người có cái bản tính, cái tính cách. Rapper hay là rocker, họ sẽ thể hiện những cái bản tính đó qua các thứ âm nhạc gọi là nhạc rock, nhạc rap. Và cái dòng máu đó nó chảy từ trong người họ. Người có dòng máu nhạc rap có nghĩa họ tự nhiên họ lên họ có thể rap, họ nói được rất là trôi chảy. Còn những người nhạc rock thì họ có thể biểu diễn những cái câu solo guitar hay những cái sáng tác những cái bài có cái nhịp trống rất là nghe rất là phê, rất là đã. Thì cái đó là nó ăn sâu trong máu của họ rồi. Thì khi mà cái bài viết mà nói về rock đang chết đó, thì mình thấy nó rất là thiển cận, có cái nhìn rất là thiển cận về âm nhạc và nghệ thuật. Tại vì nó không bao giờ chết á, nó luôn nằm ở trong máu của những cái người đó, mà nó thể hiện ra ở dưới hình thức như thế nào mà thôi, chứ không nhất thiết là phải lên TV suốt ngày hay là phải kiếm tiền hay là gì đó thì mới là gọi là sống. Còn không kiếm tiền được thì chết. Thì cái tư duy như vậy thì nó rất là ngu xuẩn. Thì nói chung là cái thứ nhất á, cái sự so sánh về nhạc rock với nhạc pop ở trong cái bài post này á, là thấy cái sự thiển cận. Tại vì nó không có liên quan gì với nhau á. Giống như trên thế giới thì nhạc pop từ xưa tới giờ thì lúc nào cũng đã đứng nhất rồi. Cái dòng nhạc mà mọi người luôn luôn dễ nghe, ai cũng thích nghe, số đông nhiều người đều thích nghe. Hưng cũng rất thích nghe nhạc pop thôi, cái đó là chuyện bình thường. Nhạc cái giai điệu hay thì mình nghe thôi. Thì bắt đầu từ từ sẽ có những bắt đầu thể loại nhạc khác như nhạc rock, nhạc rap. Thì từ lâu trên thế giới là nhạc pop là nó đã đứng nhất rồi. Thì có những lúc là rap sẽ đứng nhất, rap sẽ lên, rồi rock sẽ lên, rồi hip hop như là hiện giờ hay là K-pop. Thì nói chung là so sánh như vậy thì không đúng. Và cái thứ hai là khi mà cái người viết nói trong đây là rocker là bận trong việc như là chú ý tới râu tóc hình xăm thì cái này còn càng mắc cười nữa. Có nghĩa là nó giống như vậy nè, nó là một cái bản tính trong máu của bạn. Có nghĩa là bạn là một cái người thích uống cà phê thì bạn thích uống cà phê thôi, nó hình thành từ trong cái con người bản tính bạn rồi. Thì cái người thích nhạc rock á, họ có một cái suy nghĩ rất là khác người một xíu, hơi lập dị đi, thì giống như Hưng đi, hồi xưa Hưng đi học thì Hưng cũng gọi là khác người. Nghĩa là mình thích vậy là mình thích mặc cái gì đó nó theo kiểu mình không thích mặc theo cái số đông. Thì cái máu đó thì mình thích xăm mình, mà những cái hình xăm mà nó có một cái ý nghĩa, chứ không phải là xăm mình thì thời trang. Và tóc tai râu ria thì thật ra một cái người lịch sự văn minh sạch sẽ thì họ phải cắt tóc tỉa râu thôi, hoặc là đó là chuyện bình thường, đó là trong máu rồi.
Còn thí dụ như ai thích ở dơ thì ở dơ thôi, không chăm sóc thôi, chứ làm sao mà đi châm biếm những cái người như vậy được. Nó là người ở sạch và người ở dơ thôi, và những cái gì đó nó hình thành trong máu. Thì đó là một cái sự so sánh lại đưa ra rất là mắc cười nữa. Còn một cái chuyện mà nói nữa trong cái post này là nói là học âm ẻo hụt lẫn quẩn thì chứng tỏ là cái người này không có kiến thức gì và hiểu gì nhiều về âm nhạc, chắc cũng biết sơ sơ hay là và tư duy ếch ngồi đáy giếng thôi. Chứ thật ra như những ban nhạc rock lớn như là Nirvana, Kurt Cobain, học âm cũng có hai ba học âm thôi, như là Beatles, hai ba học âm thôi, họ là một những cái ngôi sao lớn của thế giới, gây sức ảnh hưởng lớn cho kể cả như Beatles đi, gây sức ảnh hưởng cho cả Ozzy Osbourne, và Ozzy Osbourne là cha đẻ của mê rồi, không ai dám nói gì được với Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne thì rất mê The Beatles. Thì nói chung là các bạn thấy không, nhìn ra thế giới thì nó rõ ràng là như vậy. Còn cái người này so sánh như vậy thì tầm bậy. Thật ra hợp âm, bạn đánh một hợp âm bạn cũng có thể tạo được một bài nhạc hay, không nhất thiết là phải đổi tùm lum hợp âm. Nhưng mà đổi tùm lum hợp âm thì cũng là hay thôi, progressive. Mình không có đánh giá, mình không có so sánh, cái gì cũng có cái hay riêng hết á. Và tại sao thì rock phải kiếm tiền, phải dám kiếm tiền? Cứ rõ ràng là người này là đang muốn dùng cái âm nhạc của mình để đi kiếm tiền, mà kiếm tiền không được thì mới đi nói là rock không dám kiếm tiền. Có nghĩa là tại sao phải đem nhạc rock để kiếm tiền? Đó là đam mê của mình, chơi cho vui thôi. Còn ai được trả tiền để chơi cho đam mê thì may mắn thôi. Thật ra là cái này nó không quan trọng. Nói chung là các bạn trẻ cứ việc mà chơi nhạc rock, đừng có hoang mang với cái post này. Và để hơn phân tích á, là nếu mà cái post này á, tại vì cái post này nó ghi là rock đang chết, không có ghi là rock Việt, ghi rất là chung. Mà cái post này mà để những cái rocker trên thế giới như là Metallica hay là Aerosmith, Guns N' Roses họ coi á, là chuyện đầu tiên là họ sẽ chửi fuck you, you stupid. Đấy, nhưng mà người Việt mình thì cũng không có chửi thề nhiều như là mấy cái rocker thế giới. Mấy rocker thế giới là vô là thấy thằng nào giết ngu vậy là chửi liền, fuck you, mày ngu quá. Còn người Việt mình thí dụ như Hân thì Hân không có chửi mấy cái từ đó, Hân cũng hơi nặng. Nhất là mình lên Facebook mình nói vậy thì mình cũng không có chửi vậy được, cũng hơi kỳ, đúng không? Còn ai ra bằng nhậu với Hân thì chắc thấy Hân chửi tùm lum rồi. Bình thường thôi, miễn sao mình không có làm gì sai, không nói bậy nói bạ trên mạng. Ok, thì nói chung là cái post này á, nếu mà là những bạn trẻ chơi nhạc rock hay là những cái người mà ngoài á, họ đọc vô thì họ sẽ thấy, họ sẽ hiểu sai về cái âm nhạc rock của Việt Nam mình. Thật ra rock Việt Nam mình không có chết, rock Việt Nam mình nó chỉ có từng thời kỳ, thí dụ như là ban nhạc Da Vàng, ban nhạc Bức Tường hay là Michael Way, Vũ Cung, đó là những ban nhạc thời xưa, họ đã làm được những thành tựu rất là lớn lao. Và tất nhiên là sẽ có những cái đợt sóng mới đưa lên, rồi những người kia sẽ bắt đầu lớn hơn xíu, sẽ bận gia đình, vợ con chứ, đúng không? Đâu có ai mà có điều kiện chơi nhạc hoài như ở bên Mỹ, nhất là xã hội Việt Nam mình nữa. Thì và có những ban nhạc trẻ hiện giờ Hưng thấy rất là hay, có nghĩa là như là ban nhạc District, 105, Monocycle hay là I'm Not Sure, Bụi Gió, Nine Dimension, Hạt Sang, Dũng gì đó, rất là nhiều nghệ sĩ nhạc rock trẻ bây giờ rất là hay. Có nghĩa là tại vì bạn không tìm hiểu thôi, bạn không có kiến thức và không biết thì bạn quy chụp tất cả nhạc rock Việt là chết, thì cái đó là không đúng, nó tầm bậy rồi, hiểu không? Nếu mà những người nhạc rock và rock fan mà những người nghiên cứu và tìm hiểu, nhất là tìm hiểu về rock Việt á, thì họ sẽ thấy rock Việt nó luôn ở đó, nó luôn như vậy và nó không có chết. Kể cả những ban nhạc lớn như là Da Vàng đi, các bạn không biết anh Đạt Da Vàng đang làm gì, đúng không? Thì thật ra anh Đạt Da Vàng, ban nhạc Da Vàng không chết, ban nhạc Da Vàng đang ở Mỹ và đang thu âm cho album mới và đang mang rock Việt ra thế giới. Rõ ràng là ban nhạc Da Vàng đã diễn những cái show rock ở những cái địa điểm rock cũng nổi tiếng ở Hollywood đó. Có thể là do bạn không biết thôi, chứ rock Việt hay là rock không bao giờ chết ấy. Còn nếu rock mà chết thì ở nước ngoài Mỹ hiện giờ, trời ơi, show rock đầy. Nếu mà trước cái thời kỳ mà bệnh dịch đó, thì show rock đầy, rất là đông, và những người yêu rock rất là nhiều,
là không nhất thiết là phải có nhiều thì mới gọi là hay. Nó cái số lượng nó không nói được cái chất lượng nghệ thuật, nó không có thước đo, nó không có một cái gì để nói lên cái quy chuẩn của nghệ thuật đó. Có nghĩa là nó vô cùng lắm. Thì nói chung ở đây là một cái post xàm vớ vẩn, không muốn nói cho các bạn rocker biết và những cái bạn nhiều người không hiểu về rock và đang tìm hiểu về rock và đang mới hiểu về rock thấy để thấy là cái post này là vớ vẩn. Nói chung các bạn không nên quan tâm và không nên share post nhiều. Và hiện giờ thấy rất là nhiều ban nhạc đang thu album rồi chuẩn bị ra những cái bài mới và đã ra những cái bài mới hiện tại rất là hay, ví dụ như Ngũ Cung hay là I'm Not Sure gì đó, mấy bài cũng dễ thương. Anyway, cứ lên Google hoặc là Spotify. Lên Spotify các bạn search playlist rock Việt, trời ơi quá trời luôn, là hay lắm, cực kỳ hay luôn. Còn đó vậy thôi, làm gì cái chuyện rock chết, thấy chưa? Và cái bài này vô tình nhắc tới một cái câu nói của thần tượng của Hân hiện giờ, đó là nhạc sĩ rock New York. Ông có một cái bài tên là Hey Hey My My, trong đó có câu Rock and Roll Can Never Die. Và ông đang lưu diễn khắp nơi trên thế giới và ra những cái album nhạc mới. Và cái bài đó ai cũng thích hết đó. Bài đó Hân cũng cover lại, Hân cũng có cover bài đó thì Hân rất là thích. Rock and Roll Can Never Die, không có gì chết hết đó, nó chỉ tồn tại ở đó thôi. Ok. Yeah. Fuck that shit. I say rock and roll can never die.